Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 26 tháng 5 mình có một cái video hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token có ký hiệu là Ladybuy nha tất cả. Thì video này mình sẽ cập nhật lại dự án cho tất cả các bạn nha bạn. Thì đây là một dự án khá là ngon các bạn. Thì trên dự án nó có thông báo nữa các bạn. Thì token Ladybuy này các bạn không thể nào giao dịch được nha tất cả các bạn. Các bạn có thể dùng nó để giao phối như là con bọ cánh cứng các bạn. Các bạn dùng token này để sẽ tách qua con token lập buy token này các bạn. Thì các bạn token buy token này nó sẽ list vào sàn MRC vào ngày 1 tháng 7 các bạn. Thì tổng cung của hai con này cũng có ngang nhau các bạn. Tổng cung thì có 100 triệu token à. Token này khá là ngon các bạn. Nó đây là sẽ giao dịch MRC vào ngày 1 tháng 7 bạn có thể bán buy token. Còn Ladi token này không thể được sử dụng để giao dịch các bạn. Điều này có nghĩa là nắm giữ Ladi token nó sẽ cung cấp cho bạn lợi nhuận buy token vô hạn các bạn. Và buy token này sẽ trở nên không khả dụng và khan hiếm. Thì các bạn cần copy cái địa chỉ hợp đồng của nó, các bạn dán vào trình duyệt với chocolate của mình nha các bạn. Copy hai cái hợp đồng luôn các bạn. Thì bạn nào đã có tham gia dự án thì các bạn dán cái hợp đồng hai cái hợp đồng contract của nó vào thì các bạn sẽ nhận được 1 triệu token là buy token nè bạn. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đi giao phối để nhận token là buy token nha các bạn. Còn token là buy token thì các bạn không thể giao dịch được thì các bạn copy cái phần link dưới phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt cái chocolate của mình ra nha các bạn. Các bạn chọn vào mục dash nè, các bạn dán vào cho các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào một ba chiếc gạch trên cùng nè bạn, các bạn nhấp vào một hộp cái nhà này bạn, buy Madrid, buy Martin, mình sẽ nhận được 1.000 token này các bạn, thì các bạn chỉ việc 1.000 token này sau khi một tuần lễ thì các bạn sẽ phan các bạn đây mình qua mình coi lại các bạn. Nên tất cả các bạn chỉ có thể thông qua giao phối chủ sở hữu được khối giao phối một lần trong 7 ngày. Sau khi các bạn sẽ tách thì trong 7 ngày sau các bạn hay sẽ tách cho nữa tất cả các bạn thì các bạn sẽ nhận được token là buy nè các bạn. Rồi bạn bấm vào approve swap nha các bạn. Sau một tuần các bạn sẽ nhận được 100 token buy nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm chấp nhận. Sau 24 giờ thì token subscribe partisan. Rồi các bạn bấm vào approve các bạn. Các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.0000 mình đã ấy rồi. Mình sẽ tốn phí mạng là 0.0001 BNB khoảng 0.04 đô các bạn. Rất là rẻ luôn mà. Không nhầm nhòi chứ mà. Rồi sau khi 24 giờ các bạn sẽ nhận được 100 token có khi là buy nè. Token này sẽ list lên sàn MRC vào ngày 1 tháng 7 nha các bạn. Và sau 7 ngày các bạn vào đây các bạn cứ approve nữa các bạn. Ok, vậy mình đã cập nhật dự án claim buy token đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.